Vâng, em xin kính chào tất cả các bác đến với kênh bán hàng của bên em nhá. Ngày hôm nay thì em lại về được Vang đây, Vang Cơ Lai số các bác nhá. Và trong video ngày hôm nay bác nào có nhu cầu mua hàng, các bác qua điện thoại trực tiếp giúp em số này các bác nhá, các bác cần tư vấn gì cũng gọi luôn cho em. Vâng ạ, như tôi đã nói là một dòng vang Cơ Lai số đến từ thương hiệu từ Thượng Hải các bác nhá, là MV 990X. Đây là một dòng vang rất là hiếm các bác nhá. Về phiên bản 880 thì rất nhiều, nhưng mà phiên bản 990 màu đen thì nó rất là hiếm các bác nhá. Đó thì con vang Cơ Lai số này ưu điểm của nó là gì ạ? Đầy đủ eco, dì vợt, chống hú 3 cấp, dễ chơi, dễ chỉnh và một cái mức chi phí đầu tư rất là phải chăng hợp lý cho các bác luôn. Và em nói luôn, cái mức chi phí nó vô cùng rẻ cho anh em luôn, vô cùng rẻ, tiếng vang nhại cực ngọt. Đấy. Mà con vang này các bác mà không chỉnh được nữa thì chắc chẳng còn vang nào chỉnh được nữa cả. Nó dễ lắm luôn đấy ạ, dễ lắm luôn. Và em thử cho các bác tiếng vang nhại nhé. Lên 1 2 3 4 5 6 7, lên 2 6, 1 2 3 4 5 6 7, lên 2 3. Con đường xưa em đi, lên 6 7 2, lên 6. Vàng nhạ rất là ngọt các bác nhá, rất dễ chơi, dễ chỉnh luôn. Đó, và cái mức chi phí đầu tư chỉ có 850k thôi các bác nhá. 850k bên em bao ship cho các bác tận nơi cho các bác, và các bác được kiểm tra hàng toán các bác nhá. Đấy. 850k bao ship, bao test cho anh em 1 tháng, lỗ đổi con mới cho anh em luôn các bác nhá. Đó. Và con vang này thì chạy chip 920 Yamaha của Nhật Bản, trong hú 3 cấp độ. Đó, một con vang chạy chip của Nhật Bản, Cơ Lai số, dễ chơi, dễ chỉnh, chạy nguồn auto volt, chơi được giải điện từ 90V cho 240V luôn. Dễ chơi, dễ chỉnh, đầy đủ eco dì vật. Đó, trong hú 3 cấp cho anh em. Đó. Và các con vào thì gồm 1 2 3 4 4 con vào. Các con ra của nó thì gồm hai con thu âm và các con ra gồm các ngõ ca lông L và R, cổng sen, cổng súp đầy đủ cho anh em luôn các bác nhá. Đấy, các cổng mic thì có 2 mic sau, 2-3 mic trước, tổng tất cả 5 mic tất cả các bác nhá. Rất là dễ chơi, dễ chỉnh cho các bác luôn. Một vang thương hiệu bãi đến từ Thượng Hải mà chạy chip của Nhật Bản, dễ chơi, dễ chỉnh mà tiếng vang nhại hay. Một chi phí rất là hợp lý các bác, chỉ có 850k thôi các bác nhá. Bao test cho anh em 1 tháng, lỗi đổi còn mới cho anh em luôn. Và giá này được bao ship tận nhà rồi các bác nhá. Lên 1 2 6, lên 2 3 4 5 6 7, lên. Những bác nào mà khu vực mà nó điện nó không được ổn định này, những bác nào làm sâu rồi là làm những khu vực mà điện nó yếu đấy, thì có thể dùng con auto volt, nó là một sự lựa chọn quá hoàn hảo cho các bác rồi. Đấy. Chỉnh tay lưu tay cực dễ các bác nhá, đầy đủ eco gì vật, các bác thích chỉnh gì chỉnh này. Đó. Delay, repeat, echo gì vật, các bác nhìn nó bát chung chắc của nó chỉnh như con Cơ luôn, chẳng khác cái gì các bác nhá. Đấy, dễ chơi. Đấy, chi phí đầu tư rất là rẻ các bác nhá, 850k. Đấy, bao ship cho anh em nào có nhu cầu thì liên hệ cho bên em các bác nhá.